2 năm trước, Ocean từng tạo một cái trend vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội, đó là tiếng Anh dở ồm. Nhưng không biết vì sao gần đây mọi người yêu cầu làm lại, cho nên là mến chào các bạn đến với chương trình tiếng Anh dở ồm phần 101. Như chúng ta đã biết, Car là chiếc xe hơi, Pet là con thú cưng. Nếu như bạn cho thú cưng của mình lên chiếc xe hơi, nó sẽ biến thành tấm thảm. Pig là heo, Ian là khoảng thời gian dài vô tận. Nếu như bạn nuôi heo trong một khoảng thời gian quá lâu, nó sẽ tiến hóa biến thành bồ câu Pigeon. Wall là tiếng Anh, I là tiếng Anh, Ni là tiếng Anh. Nhưng tại sao Wall I này lại là tiếng Trung? Nếu như mọi người yêu quý series này và muốn Ocean tiếp tục làm nó thì hãy thử cho video lên xu hướng nha, cố lên! Mến chào các bạn đến với chương trình tiếng Anh dở ồm phần có 102. Như chúng ta đã biết, phát âm tiếng Anh vô cùng đơn giản. Ví dụ AR chúng ta có Car, For, Ball, Tall, Ear. Và cũng tương tự vô cùng đơn giản với E, A, O, Ear, Gear, Here, Fear, Near, Dear, Where. Và nếu như bạn đang muốn biết vì sao tiếng Anh nó như thế thì mến chào các bạn đến với chương trình tiếng Anh dở ồm phần 103. Như chúng ta đã biết, Shelly là thật, Fish là cá. Nếu như bạn cho cá ăn thịt, nó sẽ biến thành con sữa. Cock là gà trống, và cách để bạn biến một con gà trống của mình thành con công đó là cho rằng thật là nhiều đậu Hà Lan. P. Car là ô tô, ship là tàu thủy. Tại sao cũng là hàng hóa nhưng khi chở lên ô tô người ta gọi shipment, còn chở lên tàu thủy gọi là cargo? Lại là yêu cầu tiếng Anh dở ồm. Vậy thì mến chào các bạn đến với chương trình tiếng Anh dở ồm phần 104. Như chúng ta đã biết, Genie là đồng tiền vàng của anh thời xưa, Pig là con heo. Nếu như bạn cầm đồng tiền này ra ngồi chợ mua heo, bạn chỉ mua đúng được con chuột lang Genie Pig. Ham là thịt nguội giam bông, còn đây là một món ăn cực kỳ nổi tiếng. Nhưng vì sao dù không có ham trong đó, nó vẫn được gọi là hamburger? Almond là hạt hạnh nhân, oil là dầu, vậy nên almond oil là dầu được làm từ hạt hạnh nhân. Coconut là dừa và coconut oil là dầu được làm từ quả dừa. Nếu vậy, baby oil là dầu được làm từ gì? Mến chào các bạn đến với chương trình tiếng Anh dở ồm phần 105. Như chúng ta đã biết, buffalo là trâu, wings là cánh, vì trâu không có cánh nên người ta làm toàn món cánh gà chiên. Wall là bức tường, I là mách qua Canada, đừng dán mách vào tường nếu không bạn sẽ biến thành cá. Cũng là ok nhưng tại sao do you want it? Ok nghĩa là yes, do you want it? I'm ok nghĩa là no. Mến chào các bạn đến với chương trình tiếng Anh dở ồm phần 106. Như chúng ta đã biết, egg là trứng, head là cái đầu. Những ai mà họ có cái đầu thông minh là bởi vì họ ăn nhiều trứng. Cook là nấu ăn, ví dụ cook dinner, cook breakfast, cook lunch. Và the books là quyển sách. Vậy thì những cái người mà họ thường gian lận sổ sách thì họ hay cook the books. Top là đỉnh, là ngọn, banana là quả chuối. Nhưng tại sao top banana là nhóm trưởng, là sếp? Học tiếng Anh theo một nghĩa kiểu. Hey bro, what's up? The sky? Yeah, I know, but I mean, how's it going? Oh, very fast is going very fast. No, I'm not asking you about your motorbike. Anyway, how are you? Oh my god, now I see. How am I? I'm handsome and funny. Ý của tao là mày khỏe không? Trời, khỏe chứ, sao sớm không nói vậy đi? Tiếng Anh đồ. Vì sao bạn học tiếng Anh hoài không giỏi? What? Where? When? What? Which? Who? Nani? Nó phải là woo chứ. Chưa hết. Mint, hint, flint, print, tint, pint. Pint. English is stupid. Parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state, given that we're doing the refurbishment work. Could you please speak more slowly? Those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible. I still can't get what you mean, sir. Could you please let me know what he said? Huh?
Như các bạn thấy đó, dù là người bản xứ nói tiếng Anh bằng các phát âm và giọng địa phương cực kỳ khó hiểu như bình thường, vậy nên chúng ta cứ tự tin vào cái giọng phát âm của mình, nhớ nha. Vậy mẹ tiếng Anh đi con. Thôi, tiếng Anh khó lắm, mẹ học được đâu. Gì khó, tiếng Anh dễ ổn mà. Mẹ đọc cho con nha. Way. Way. Wait. Way. Whale. Way. Wave. Way. Waste. Way. Wayne. Way. Wave. Way. Giờ mẹ đọc lại một lần theo con thử nha. Way. Wait. Whale. Wayne. Waste. Wave. Wave. Tưởng gì dễ ôm. Way, 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 way. Đúng chưa? Dạ, đúng, đúng sai á. Đúng hay sai? Dạ, đúng, đúng, đúng. Quy tắc phát âm của tiếng Anh là How, cow, now, pow, bow, vow, wow, low. 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 Quy tắc phát âm tiếng Anh là Pine, die, time, sign, vine, wine, fine, line, bind, mine, nine, cine, 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 cine. Top 8 từ bạn thường xuyên gặp trên mạng nhưng đôi khi không biết nghĩa, nhắc là từ số 8. Top 1, TT, tương tác. Nhưng ở trong tiếng Anh của nó viết tắt như thế này á, chính là Teetotal, Telegraphic Transfer, Toxic, độc hại. Người Việt chúng ta hay đọc là Toxic. Ai mà bị gọi là Toxic thì họ là những cái người thường có những tư tưởng, quan điểm độc hại. REP, người Việt ta hay đọc là rep đó. Thực chất nó là viết tắt của từ reply, phản hồi. Mày rep á chưa? CRE, người ta hay đọc là create, create đấy. Thực chất là viết tắt của từ create, tạo ra, tạo nên. Thường thì bài viết hay là video được lấy ý tưởng từ đâu thì họ để chữ create này rồi cộng với cái nguồn đó vô. Scam, lừa đảo. Lên mạng xem tin tức mà đọc bình luận có chữ scam này thì phải cẩn thận với cái tin đó nghe chưa. IB là viết tắt của inbox, người Việt ta hay đọc là inbox. Mày IB đó chưa? Mày inbox nó chưa? Có nghĩa là mày nhắn tin nó chưa? Vào top số 8, AW hiện tại thì chưa chính thức nhưng mình tin đó sắp tới trên mạng xã hội sẽ dùng rất là nhiều. Đố ai biết là viết tắt từ gì? Lâu nay các bạn đã bị lừa rồi, WTF nó không phải là what the f*** đâu, mà nó chính là Wednesday, Thursday và Friday, hoặc là with true feelings. Nên nếu mai mốt ai đó nhắn cho bạn chữ WTF có nghĩa rằng là họ đang muốn rủ bạn đi chơi vào Wednesday, Thursday và Friday với những cảm xúc thật của họ, with true feelings. L-O-L, người Việt chúng ta hay đọc là lòi lòi đó. Và lâu nay chúng ta cứ tưởng rằng nó là viết tắt của chữ laugh out loud, là cười to, cười lớn. Nhưng không phải đâu, nó là viết tắt của lots of love. Dịch nôm na ra là nhiều sự yêu thương. Năm mai mốt crush nhắn tin cho mình á, mà crush có ghi L-L thì ý bạn đã muốn nói là yêu lắm cơ. Ông ơi, tiếng Anh dễ không? Dễ ổng. Ồ thế, đố bóng, thích là gì? Like. Hay quá, rồi cả hai? Một. Vậy tôi thích cả hai? I like both of them. Good. Yeah. Vậy tôi không thích cả hai? I don't like both of them. Không. I don't like either of them. Huh? Ủa, tại sao? Tiếng Anh nó vậy đó. I don't like either of them. Yeah. Đố bóng, I'm good là gì? Tôi khỏe. Tôi ổn. Ừ, đúng rồi, nhưng mà nếu I'm good nghĩa là gì? Cũng ổn. Thế nghĩa là tôi không muốn. Tôi không muốn gì đó. Ủa? I ổn mà. Thầy đâu ổn nhá. I'm good nghĩa là gì? Là em muốn nó. Không, có nghĩa là mình giỏi gì đó. Quy tắc phát âm tiếng Anh là Age, gate, hate, mate, hate, sate, wait, rate, image. Image. I hold him up. Image. 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 Top 7 cách đọc tên thương hiệu xa cực xịn của người Việt chúng ta. Top 1, Highlands. Không, phải là Highland. Đi uống cà phê Highland không? Hãng xe này đọc là Mercedes hay là Mercedes. Không, về Việt Nam phải là Mac.
Top 3 KFC. Không không. KFC. Top 4 McDonald's hay là McDonald's. Không không. Về Việt Nam chúng ta phải là McDonald's. Top 5 đọc theo tiếng Anh thì là Chanel. Theo tiếng Pháp Chanel. Nhưng về Việt Nam phải đọc là Chanel. Top 6 Porsche. Về Việt Nam bọt chơ, bọt che, bọt. Và top 7 là một thương hiệu mà người Việt mình hay đọc với cái tên luôn vui tươi. Đố bạn biết là thương hiệu nào? Ý nghĩa hai câu tiếng Anh mà Sơn Tùng nói trong MV chúng ta của tương lai là gì? Cùng nghe thử nhé. No one can change the past. No one là không ai. Can change là có thể thay đổi. The past, quá khứ. Không ai có thể thay đổi được quá khứ cả. Hay nhỉ? But someone là ai đó, người nào đó. But someone là nhưng rồi một ai đó. Gotta là cách nói tắt tự nhiên của người bản xứ thay cho cụm từ have got to, có nghĩa là phải. Còn try ở đây chính là thử. Vậy thì nguyên câu but someone gotta try có nghĩa là nhưng rồi ai đó cũng phải thử lại điều này mà thôi. Đồng thời ngay lúc này Sơn Tùng thả có thể be the sky xuống. Vậy liệu có phải Sơn Tùng đang muốn nhắn nhủ rằng sky chính là những người thử lại điều này không? Top 8 từ tiếng Anh mà nhìn vào ai cũng thường tiếng Việt. Top 1. Xin lỗi mấy bạn tên Dung nhá, nhưng mà cái từ này trong tiếng Anh là dung, nghĩa là phân bón. Top 2. Bay, đúng rồi, đọc là bay đó, nhưng nó không phải là bay mà nó là vịnh. Ở Phú Yên của mình có một cái vịnh rất nổi tiếng là Sundai Bay. Top 3 này mới đầu mình cứ tưởng là Huế, nhưng mà nó không phải là Huế, nó là hue, màu sắc, gam màu. Top 4. Ừ, bạn đọc đúng rồi đó. Hey. Đọc là hay, nhưng mà nó không phải hay, nó là cỏ khô. Hay nhỉ. Top 5 này mấy ngộ nè, nhìn vô tôi luôn đọc là quay quay đó, nhưng mà nó không phải quay đâu, nó là khi, cầu cảng. Top 6, ở đây có tên Long không? Nó không phải Long đâu, nó là long nè, dài. Top 7 này hồi mới nhìn vào mình cứ đọc là lung trong từ lung lay đó mọi người, nhưng mà nó là lưng nè, phổi. Và nếu bạn là một người thường đi vay nợ hay là cho người khác vay nợ, bạn sẽ biết top 8 là từ gì? Thầy ơi, ngủ trong tiếng Anh là gì? Sleep. Vậy ngủ một chút vào ban ngày? Doze off. Còn ngủ vật thì sao? Not off. Thế ngủ nướng? Sleeping. Vậy đang ngủ mà đi lung tung là gì? Sleepwalking. Thế ngủ mà thấy thầy yêu em thì sao? Sao? Thầy ơi, ăn tiếng Anh là gì? Eat. Vậy thì meat. Chỗ ngồi. Seat. Vậy bốn chữ này đọc sao? Thì hit, neat, fit, beat. Vậy chữ tuyệt vời này great. Ủa sao lạ vậy thầy? Ờ ha. Đây nó phải là great chứ. Tại sao ta? Vì sao học tiếng Anh trên trường ra đường vẫn ngu? You don't have to rush. Take your time. Police officer. Cop. You can do it. You got this. Would you like to go out with me? Wanna hang out? Thầy ơi, người trong tiếng Anh là gì? People hoặc là person. Thầy sai rồi. Sao sai? Vậy thầy nói người biểu tình là gì? Demonstrator. Người lính thì sao? Soldier. Người bán dạo. Vendor. Vậy người cá? Mermaid. Người bán cá thì sao? Fishmonger. Đấy đâu có chữ person hay people đâu. Thầy sai rồi đó thấy chưa? Sam. Khoan khoan thầy, vậy người bệnh là gì ạ? Tao nuôi cho mày ăn học đẻ đời tiếng Anh nói có nhiều đó mà cũng sai. Từ từ bình tĩnh mẹ, cái gì nói nghe coi. Con kêu nó học tiếng Anh cho mày nghe. Từ nào đưa anh hai coi. Đây anh hai đọc thử xem. Works, worst, world, work, world. Thì em cũng đọc vậy đó. Wo. Trời wo mày học ở đây đi. Mày đụng cái chậu đi. Từ từ bình tĩnh con, từ bình tĩnh. Thì giờ mẹ chỉ xem đọc vậy cho xem biết. Anh nói tầm bậy tầm bạ. Tao chỉ đọc chuẩn cho nói đâu tào lao vậy. Mày chỉ đọc sao mày đọc lại con nghe coi. Thì mẹ chỉ là wo 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 trà wo. Wo 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 trà wo. Là một người chơi bóng chuyền, có thể bạn chưa biết, vạch 3 mét là attack line. Phần sân trước vạch 3 mét front court. Phần sân sau vạch 3 mét back court. Chuyện 2 là setter. Là một chuyện 2 bạn cần phải biết front set và back set. Long, chủ công là gì? Attacker.
là một attacker, bạn phải biết back row attack. Và dưới sân là gì? Center line. Khi phát bóng chúng ta có phát bóng thấp tay, underhand. Phát bóng cao tay, top spin. Phát bóng bay cao tay, float. Phát bóng tấn công, jump serve. Con nhảy phát bóng bay là gì? Jump float. Đó là đứa ai là chủ công bậc cao nhất thế giới hiện nay? Thầy ơi, em phát âm chuẩn nhưng sao không điểm? Từ nào? Dạ từ chào nhưng không phải hé lô, đọc sao thầy? Hi. Từ đi bộ đường dài. Hike. Thế từ chiều cao thì sao? Height. Vậy con hưu cái? Hind. Con từ thuê mướn thì sao? Hire. Thế sự quảng cáo thổi phồng? Hike. Đấy, em cũng đọc siêu chuẩn Mỹ luôn mà sao không điểm nhỉ? Ủa kỳ vậy, em đọc xem. Dạ em đọc là 22222. Hả? Ừ, chuẩn Mỹ đó, nhưng mà Mỹ khó. Mỹ khó. Thầy ơi, đường trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Sugar. Không phải, đường đi á. À, road. Are you sure? Vậy đường trong thành thị thì sao? Street. Đường tắt. Shortcut. Đường mòn. Path. Đường quốc lộ. Highway. Đường cao tốc. Freeway, motorway hay là expressway. Đường biển. Seaway. Đường hàng không. Airway. Đấy, đâu có road đâu. Xả. Thế, đố thầy biết đường nào ở Hà Nội đẹp nhất? Đường Phan Đình Phùng nè, đường Hoàng Diệu, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Thanh Niên. Thiếu rồi. Đường nào nữa? Đường Bà Tim Bống nữa. Thế bây giờ đố bóng nhá, ở Việt Nam đường nào ngọt ngào nhất? Đường ngọt ngào nhất á? Ở Việt Nam đường ngọt ngào nhất là đường vào tim khán giả. Hôm nay Ocean sẽ phỏng vấn tiếng Anh của một trong những người nổi tiếng nhất Hà Nội. Lời bóng, let's go. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Oi, what's your name? My name's Xuân Anh, but people often call me Lê Bóng. Nice. Where were you born? I was born here, Hanoi capital. Cool. Me too, I'm also 28 years old. Yeah, we same. Cool. Wow. So you got Mày Tao. Oh, don't worry. Mày Tao. So what do you do for a living? I'm a MC for a television. Your hobbies? I love walking and reading. Cool. And what about you? I love playing volleyball. Oh, play volleyball. Yeah. And by the way, last question but very important. Do you have a boyfriend? Can you guess? I don't know. Can you guys guess?